từ 2 tỷ mà âm lên đến 15, 17. 17 tỷ là âm lên gấp đến gần 10 lần. Thì thực sự đây là mình thấy nó khá là dã man và khá là, nói chung đổ rất rất nhiều tiền vào đây. Và nếu mình là cái câu chuyện đấy thì mình tin chắc là mình sẽ không có tâm trí gì mình làm chuyện khác cả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với em Invest, mình là Minh. Và trước khi bắt đầu video này có một điều mình muốn nói, đấy chính là đây là một video về vấn đề cứu cháy, nhưng số tiền cứu cháy lên đến 12 tỷ, 10, 12 đến 13 tỷ gì do cái quy đổi tỷ giá bị chênh, nhưng cứu cháy không thành công. Và thực sự đây là một video mà nó truyền cái cảm xúc tiêu cực, chứ nó không phải video truyền cảm xúc tích cực hay là một video truyền cảm hứng, vì nó không có về kết quả tốt, thực sự là như vậy. Nhưng mà mình vẫn muốn kể ra cái câu chuyện này và mình muốn kể những cái điều này để các bạn đã biết là có những cái rủi ro gì và có những cái vấn đề gì ở trên thị trường này. Thì rất là mong các bạn sẽ xem và các bạn sẽ gọi là chia sẻ với mình ở trong câu chuyện này. Các bạn có thể nghe cái giọng của mình, các bạn sẽ thấy cái giọng của mình nó, nói chung nó buồn, và thực sự mình cảm thấy suy nghĩ rất là nhiều về những cái tài khoản như vậy, vì mình thực sự mình không có giúp được gì. Thậm chí là giúp ít, chứ mình không, chưa nên nói giúp nhiều nhé. Ở đây mình không có giúp được gì. Thì cái câu chuyện bắt đầu mới gần đây thôi, khi mà chị có nhắn cho mình là chị theo dõi Emforex từ mấy tháng nay, từ khi chị cháy tài khoản lần trước, và lần này tài khoản chị lại bị nguy hiểm nên chị muốn nhờ em tư vấn giúp chị xem có được hay không. Thì ở đây mình thấy được cái tin nhắn này, tin nhắn kiểu nó bắt đầu trong cái đoạn hội đại chat ấy. Thì mình có, thực ra mình nói chuyện mọi người rất là nhiều người mỗi ngày, nhưng mình rất là ghi nhớ những câu chuyện mà mình nói với các bạn, và mình ghi nhớ những cái người mà mình đã từng chat. Thì ở đây mình thấy một cái điều hơi bất ngờ, đấy là cái đoạn chat này chị đang nói với mình là chị trước có nhờ mình cứu cháy rồi, nhưng mà sau đấy thì nhìn vào cái đoạn chat này, đây là cái đoạn khởi đầu của một câu chuyện ấy. Thì điều đấy có nghĩa là cái nội dung trước nó bị xóa đi, hoặc là cái tài khoản Telegram chị đã xóa đi và cái đoạn trước nó không còn. Vậy thì câu hỏi mình đặt ra ngay ở trong đầu đấy là chị này mình đã chat chưa? Thì mình nhớ là đã chat rồi, và mình nhớ là chị cứu cháy cho chị một vài lần rồi. Và ngay trong đầu mình câu hỏi được đặt ra đấy chính là giờ lại mua cổ phiếu và chia cổ tức và lại bị thua nữa, đúng không? Thì đó, đây là cái điều thực sự mình rất là trăn trở, vì nhiều khi các bạn bước chân thị trường này, các bạn thua, các bạn đã quyết tâm, các bạn không liên quan nó nữa, các bạn đã xóa app, xong sau đó thì chúng ta vẫn quay lại và chúng ta vẫn có cái sự thua lỗ. Thì liệu rằng cái điều gì, cái điều mà diễn ra đằng sau cái câu chuyện đấy, có cái điều gì đã khiến chúng ta ghét nó đến cái mức chúng ta phải xóa nó đi, quên nó đi, và chúng ta vẫn phải quay lại? Liệu rằng những cái lời mời, những cái offer, những cái cam kết về lợi nhuận nó có đủ mạnh, nó có đủ lớn để các bạn quay trở lại cái thị trường này như vậy hay không? Thực sự là như vậy. Thì đây là cái tài khoản chị có gửi cho mình, và chị cũng nói là đúng đó em, và đã bị mắc vào những cái lệnh như thế này. Mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Cái lệnh nó khá là dài nên mình chắc là phải nhờ bạn edit để bạn hiển thị những cái lệnh này lên. Số tiền đây âm đến là 694.000 đô la Mỹ, nếu mà các bạn quy đổi ra nó đâu đấy khoảng, nó phải 14 15 tỷ, một con số rất là lớn. Mua 500 lot ở đây, và những cái lệnh này cân mua 52 này. Hai cái lệnh này mua cùng một mức giá này, 51.8 mua, hai lệnh này cũng gần như mua cùng mức giá, ba lệnh này, bốn lệnh này mua cùng mức giá. Sell thì lại sell ở đây, sell đây, sell đây, sell đây, sell đây. Thì cái tài khoản này có vẻ nhìn dưới đây có màu xanh, nhưng mà trên này cũng âm rất là nặng. Nhưng cái phần âm này nó mới cộng vào chỉ khoảng mấy nghìn thôi, chứ là gì nó so với cái phần ở dưới đây. Đây là cái nửa dưới cái tài khoản mà cái mình cảm thấy nó còn khó xử lý hơn. Ở đây là có lệnh bạc này, mua 20.9, mua 19.4, sell ở đây là sell 19.1, 19.1. Và số âm đây là đến tận 30 lot, con số thực sự rất là lớn. Vàng ở đây thì cũng âm, cũng tá lả luôn khi mà buy ở 18-16 và lúc ấy giá vàng đang 17-35. Mua 38 này, 37, mua 28-26-16, sell ở 44-39-40-45. Nói chung là tài khoản này âm tương đối là nhiều, và cái số 694 nó âm gần với phần 710.000, tức là dư, nó chỉ dư đâu khoảng 15.000 tiền ở trong tài khoản. Và bạn chị có nói là đầu tiên chị đánh theo một bạn IB tên như thế này, và trong nhóm có cùng một bạn chuyên viên, và bạn nó đang gỡ, và bạn này là cái bạn của sàn, thì cũng rất là buồn. Và mình có hỏi với chị là để thua tiền to quá chị có vay mượn gì hay không, thì chị bảo có vay. Nhưng mà đấy chưa phải một cái điều mình cảm thấy buồn nhất, mà đấy là câu nói của chị. Đấy là chị là bác sĩ mà từ hồi vướng vào thị trường này thì mất ăn mất ngủ và bỏ bê cả bệnh nhân.
Thực sự là cái số tiền thua nó rất là lớn và làm rất là nhiều người bị suy nghĩ và rất là nhiều người phải nói chung đau đầu và vất vả. Thì mình không biết liệu rằng mấy bạn IB khi mà các bạn thấy những trường hợp thực sự khách hàng này, nếu các bạn có xem được cái video này thì bạn sẽ thấy được là nó không phải chỉ ảnh hưởng đến cái bạn khách hàng đấy mà ảnh hưởng rất rất là nhiều người khác nữa. Khi mà bệnh nhân chị còn không dành thời gian để chị cứu chữa thì mình đâu đấy mình cũng nghĩ ra một cái tình huống đấy là nếu mà lỡ mai mình phải vào bệnh viện ấy mà bác sĩ lại suốt ngày họ tập trung vào điện thoại. Cái này chỉ là cái giả định của mình thôi nhá, chứ mình không có ý gì xấu hết. Mình chỉ nói ở trong cái trường hợp này mình suy nghĩ rằng cái giả định. Thế khi bạn vào bệnh viện nhưng mà bạn đang ở trong tình trạng nó rất là đau và nó rất là nói chung cần một cái biện pháp gì xử lý, tiêm thuốc hoặc là phẫu thuật hay gì gì đó. Nhưng mà bác sĩ thì ở trong cái tình trạng là hôm nay lỡ kẹt bai vàng mà lỡ cân lệch cả bai cả hai vàng, vàng cả hai đầu cả hai đều âm. Thì bây giờ liệu rằng họ có đủ tập trung, họ có đủ tỉnh táo và họ có đủ gọi là cống hiến cho nghề để họ xử lý cái bệnh đấy của các bạn hay không, bệnh đấy của mình hay không, hay là những cái đấy nó phải ưu tiên sau cái công việc cá nhân của họ trước. Thì đấy cái điều thực sự là mình nghĩ là có khả năng nó sẽ xảy ra đấy, và nó sẽ mình không biết dùng cái từ gì, nhưng mà như thế sẽ rất nhiều người bị thiệt thòi, chứ không phải là chỉ một cái người, một cái bác sĩ mà đánh theo lệnh của cái bạn AB kia. Bởi vì hàng ngày chị tiếp xúc rất rất nhiều bệnh nhân, và lỡ rằng rất nhiều bệnh nhân đấy mà không có được cái sự quan tâm kịp thời thì sao, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà suy nghĩ rất rất là nhiều. Và mình có xem vàng tài khoản cho chị ý thì mình cũng có nói luôn trong cái trường hợp này, trường hợp xấu nhất là tài khoản này thực sự là chị đã âm hết tiền gốc để cứu và cứu được sẽ rất là khó. Thì chị có nhắn là sáng nay âm 60.000 nhưng bạn chuyên viên báo cắt lệnh sale bạc cũ, và đến trưa này nó có tin âm gần sát mốc thì lại bảo sale nên giờ nó vậy. Mà bạn ấy bảo là tài khoản này bonus trợ giá nên phần âm có thể lớn hơn phần gốc vẫn được, và âm thế thì còn gỡ được cái gì em nhỉ? Chị đã mất ăn mất ngủ gần nửa tháng nay rồi, và càng thêm lệnh thì càng rối và càng âm hơn. Sáng nay chị xem mấy video của em làm cứu cháy mấy tài khoản, nhưng chị thấy những tài khoản ít lệnh hơn nên sẽ dễ gỡ hơn tài khoản của chị. Và hôm mùng 1 âm, tức là cái tài khoản này cái hôm bắt đầu như các bạn thấy là nó chỉ âm khoảng 81.000 với cái số tiền là 97. Thực ra gọi là chỉ 81.000 thì nó gọi là ít hơn so với con số mà 600 mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà 80 mấy nghìn nó tầm khoảng tỷ 6, tỷ 7, gần 2 tỷ rồi, một số rất rất là lớn. Từ 2 tỷ mà âm lên đến 17 tỷ là âm lên gấp đến gần 10 lần. Thì thực sự đây là mình thấy nó khá là dã man và khá là nói chung đổ rất rất nhiều tiền vào đây. Và nếu mình là cái câu chuyện đấy thì mình tin chắc là mình sẽ không có tâm trí gì mình làm chuyện khác cả. Âm 2 tỷ mình đã rất là đau đầu, chứ đừng nói đến âm 17, 18, 20 tỷ. Rất là khó. Và đây, chị có bảo là em cứ nói thật chị nghe để chị biết tình huống xấu nhất. Xác định không gỡ được thì thôi, chứ cứ chạy theo đuổi thế này thì không còn tâm trí làm việc khác. Và với lại tổn hại sức khỏe vì chị sút mất hẳn 3 cân rồi. Nên là mình có nói chị sự thật là khả năng mất tiền là 90%, vì cắt đầu nào đầu tiên nhích lên nó sẽ cháy. Đó. Nên sức khỏe là tốt và còn người là còn của. Và mình nghĩ là như vậy. Và có những câu chuyện mình có nói thì mình có chỉ thêm cho chị để chị xem thêm, nhưng mà chị cũng không biết nói với ai. Đây. Bởi vì đây nhá, lúc đầu chị tự giao dịch theo tin thì chị thấy rất ổn vì chị không tham. Chị chỉ vào một lệnh rồi cắt. Rồi một hôm chuyên viên bảo chị cách đánh lướt vào bạc 10 lót và hôm có tin ra nó xuống âm ầm, thế là tài khoản rất là nguy hiểm. Thì đó, nhiều khi là chúng ta đánh ngắn ngắn, chúng ta đánh ít ít thì rất là ổn và rất là ok. Nhưng mà đâu chỉ một lần các bạn bị sơ sẩy và các bạn bị lỡ một lần thôi là cái tài khoản nó rơi vào trạng thái là càng ngày sẽ càng âm nhiều hơn rất rất là nhiều. Cứ mỗi cái lần đấy lệnh này thua này, xong lại gồng xuống lại lấy lệnh khác để gỡ, xong lại gồng lại gỡ, kiểu như vậy thì chuỗi thua nó sẽ còn kéo dài đi quá là nhiều. Đây cái lịch sử đấy, chị bảo tài khoản này khoảng 10 ngày chị giao dịch thì chị lời từ 50 lên 75.000. Đây rồi lại kể lại, rồi chuyên viên bảo đánh lướt 2 lệnh bạc, mỗi lệnh 10 lót thế là đi luôn. Và đó, mình chỉ biết nói chị thôi là ngoài đời thực sự là còn rất là nhiều người, rất là nhiều bệnh nhân còn cần đến chị nữa. Nên đâu đấy là có rất là nhiều những cái điều rất rất là quan trọng cần chị ngoài cuộc sống, và cần chị phải bình tĩnh và bình tâm trở lại.
thì mình không biết nói gì hơn, mà thực sự mình không biết giúp gì hơn, vì cổ phiếu là một cái mình không có giỏi, và vàng ở trong trường hợp đấy mình không biết xử lý như thế nào, vì cứ cắt đầu này nó sẽ vênh cái đầu kia, và tài khoản thì sớm muộn nó sẽ bị cháy. Đây là case mà mình thất bại, và là cái trường hợp mình thất bại lớn nhất, với số tiền mà thua lỗ mình thấy cũng tương đối là lớn. Đây, và đến mấy hôm sau đó thì chị có nhắn tin cho mình, đấy là chị thật sự bị lừa em ạ. Đúng là chết vì thiếu hiểu biết. Mình có hỏi là chuyện mọi chuyện sao rồi, tài khoản sao rồi, thì chị có bảo là cuối cùng thì vẫn bị cháy em ạ, và chị kêu báo công an thì em nó xóa hết tin nhắn và kiểu xóa dấu vết. Thì đó, đấy là cái kết quả của cái lần cứu cháy này, và đấy là lý do tại sao mình muốn nói và muốn chia sẻ cho mọi người là để với lần cứu cháy của mình không thành công, và số tiền cứu cháy một số tiền rất rất là lớn mà mình không làm được, dù để giảm cái số tiền thua để nó xuống ít nhất có thể, nhưng mà thực sự lần này mình không có làm được. Và sau lần này thì mình thấy cũng khá là bất lực, và mình cảm thấy khá là, nói chung hoang mang, khá là buồn, và cũng không biết là bao giờ những cái câu chuyện này nó ít đi nữa. Vì ở đây như mình đã nói lúc đầu ấy là chị trước đấy chị đã thua, chị cháy một lần rồi, xong một vài lần, xong sau đấy gặp mình lại thì lại cháy. Và cái lần cháy này thì lúc đầu cái tài khoản nó âm chỉ vài chục nghìn, 81 nghìn, xong sau đấy âm lên thành 600-700 nghìn, một số rất rất là lớn, tăng lên đến gần chục lần, 9 lần 10 lần. Thì cái câu chuyện mà mình suy nghĩ và cũng rất là buồn, cũng như là rất là chán nản ở trong mấy ngày vừa rồi khi mà mình không làm gì cho tài khoản này. Vậy nên thì một lần nữa mình nhắc lại, muốn chia sẻ lại với mọi người, đấy là khi các bạn bước chân thị trường này, dù các bạn là những cái người mà rất giỏi ở trong những cái lĩnh vực khác và những cái bộ môn khác, thì bước chân vào đây các bạn vẫn chỉ là con số 0 thôi, nên các bạn hãy dành thời gian để ít nhất là để trải nghiệm và có được kiến thức đã, trước khi các bạn vào với cái số tiền rất là lớn. Các bạn có thể vào, mình nghĩ là vào với số tiền nhiều thì chưa chắc là kiếm được cái mức lợi nhiều đâu, mà nó sẽ đâu đó nó sẽ mang lại cái rủi ro cho các bạn lớn hơn. Vậy nên là các bạn cứ học, các bạn cứ xem clip, các bạn cứ xem kiến thức, các bạn cứ, nói chung là cứ theo dõi nó một thời gian nó đủ lâu đã. Vì ở trong cái thị trường nào nó cũng như vậy mà, các bạn sẽ cần phải theo dõi. Ví dụ các bạn đi mua nhà, các bạn sẽ cần phải theo dõi, đi mô tô, các bạn phải xem review xe, rồi đi du lịch các bạn cũng phải xem review cái điểm du lịch đấy. Thì ở trong cái thị trường này cũng thế, các bạn nên dành thời gian bạn xem những cái kiến thức trước khi bạn bắt đầu bạn nạp tiền, các bạn bất cứ làm một cái điều gì. Đặc biệt là trước khi các bạn bấm một cái lệnh buy, các bạn bấm một cái lệnh sell, thì các bạn hãy suy nghĩ là khi mình bấm cái lệnh này thì mình đã biết là mình đang làm cái gì chưa, và cái rủi ro gì đi kèm với nó hay chưa. Thực sự là như vậy. Và đó, thì đây là những cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và đây là cái câu chuyện buồn với cái câu chuyện nó mang lại cái năng lượng tiêu cực. Và cũng rất là xin lỗi mọi người vì đã gửi cho mọi người câu chuyện này. Nhưng mà thực sự là mình cũng muốn chia sẻ để tất cả mọi người chúng ta cảm thấy những cái mặt khác, những cái khía cạnh khác ở trên thị trường này. Và một lần nữa cảm ơn mọi người luôn dành thời gian để theo dõi video của em Invest. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.